Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách xác định biển thuận 1 và biển thuận 2 trong đồng thị huyệt. Thứ nhất là biển thuận 1 thì các bạn chú ý biển thuận 1 nằm ở phía đốt bàn ngón thứ 5, tiếp giáp giữa da của mu tay và gan tay. Thì các bạn co lại, thì đầu tiên là muốn xác định được biển thuận 1 ấy, thì chúng ta phải xác định được huyệt hậu khê, vì biển thuận 1 thì nó rất sát với lại huyệt hậu khê. Huyệt hậu khê nằm trên kinh tiểu trường, thì các bạn chú ý đây là cái lớp mép này nhá, lớp mép đây, chúng ta đo lên giữa da gan tay và mu tay và sờ đây, nó sẽ có điểm nõm, thì đây chính là hậu khê. Thì uyển thuận 1 thì nó nằm sát đây, đây các bạn chú ý, đây là uyển thuận 1. Thế uyển thuận 2 thì như nào? Uyển thuận 2 thì từ uyển thuận 1 đo về phía cổ tay một thốn của bạn này, đây mình để hướng dẫn đo luôn đấy, bạn giữ đây nhá, tôi chấm đây đấy. Đấy, các bạn chú ý. Thì thông thường nhá, tôi thì hay có cách xác định là tôi vuốt theo dọc cái đốt bàn ngón tay này, từ huyệt uyển thuận 1 tôi vuốt một cái rơi vào điểm nõm ở đâu thì chính là huyệt uyển thuận 2 đấy. Đây các bạn chú ý, các bạn không tin các bạn cứ vuốt này xuống, chắc chắn rơi vào điểm nõm. Không sai một tí nào các bạn. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành châm hai huyệt này. Hai huyệt này thì cái tác dụng của hai huyệt này ấy, thì nó có tác dụng là điều trị các bệnh lý cơ xương khớp, đặc biệt liên quan đến thoái hóa và thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng. Và thứ hai nó cũng làm tăng cường sức khỏe lên này, tăng cường sức đề kháng. Ví dụ các bệnh cũng điều trị các bệnh lý về đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Giờ tôi sẽ tiến hành sát khuẩn hai huyệt này luôn. Tôi châm để mọi người cảm nhận. Chú ý châm hai huyệt này vì nằm giữa da này thì nó cũng tương đối là kích thích. Đấy, các bạn chú ý, tôi sẽ châm. Hướng vào dưới gầm của đốt bàn. Hơi đau một chút đúng không? Không đau thì không đúng. Đấy. Kích thích rất mạnh. Đây các bạn chú ý. Đây là chú ý, kim này là biển thuận 1, kim này là biển thuận 2. Tôi xin hết. Có chụp không?